Ngày 9 tháng 11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Mạnh L. 28 tuổi, trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An, trong tình trạng mẻ xương, đứt năm gân tay, đứt động mạch quay tay. Theo lời kể của anh L, sáng 8, 11, anh cùng vợ của mình đến khu vực chợ Hưng Dũng, thành phố Vinh mua đồ để đi thăm người thân đang ở bệnh viện. Khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, khi anh lái ô tô ra khỏi chỗ đậu thì thấy một nam thanh niên ngồi trên xe máy dựng chặn trước đầu xe mình. Vợ tôi ngó đầu ra nhờ thanh niên này tiến lên giúp để mình đánh xe ra một cách rất lịch sự, nhưng người này không chịu. Sau đó anh bẻ lái để vượt qua thì va chạm vào đuôi xe máy người này. Nói, vẫn ngồi lì trên xe, anh L. Cả hai tài xế này bắt đầu có lời qua tiếng lại với nhau. Khi hai vợ chồng xuống xe để xem tình hình thì liên tục bị người đàn ông đi xe máy chửi bới, đe dọa. Tức quá tôi lấy cây dù trong xe ra đánh vào lưng người này thì anh ta chạy vào cửa hàng gần đó lấy con dao rồi lao đến chém mạnh vào tay tôi. Lúc thấy người này mang dao ra, tôi không dám bỏ chạy vì vợ đang đứng cạnh đó, sợ vợ mình bị chém nên đứng lại chống đỡ, anh L. Nói. Nạn nhân kể thêm, sau khi bị chém một nhát dao vào cổ tay, anh hoảng sợ bỏ chạy vào một nhà người dân cạnh đó khóa cửa mới thoát mạng rồi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn người đi xe máy đã cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Liên quan đến vụ việc, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.